Hello, xin chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại một cái hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bù Long Và cái hẻm này sẽ đưa chúng ta vào một cái chợ nhỏ nằm ở đây này Đây là một cái khu chợ tự phát nhưng mà cũng có rất là lâu đời rồi Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2021 nó rơi vào thứ tư Phú đang có mặt ở đây để đưa quý vị và các bạn đi qua một bến đò. Bến đò này có tên gọi là bến đò rùa, à, quý vị ha. À, và đi qua một cái cù lao, người ta gọi là cù lao rùa luôn. Hay còn có tên khác nữa là cù lao thận hội đó. Đây chúng ta đang đi qua cái chợ này, quý vị thấy không? Chợ tuy là chợ nhỏ nhưng mà buôn bán rất là đầy đủ và sầm uất quý vị. Thì cái khu chợ này Phú thấy là chủ yếu là người dân ở phường bù long người ta sinh sống ở đây người ta mua cũng như là người dân ở bên phía cù lao thận hội người ta đi đò qua sông đi qua bên này người ta đi chợ cho nó gần đấy mà đây ngay sát chợ là cái đường chúng ta đi thẳng xuống dưới bờ sông quý vị nhé đó phú sẽ đi xuống dưới bờ sông này ở đây có người ta đang ngồi ta chờ đò này hiện tại phú nhìn thấy là đò đang ở bên kia sông quý vị à, chúng ta chờ một chút xíu nhá, phú cho quý vị à, xem một chút quan cảnh ở trên bờ bên này, cái này nó gần bờ sông cho nên là không khí nó rất là mát, quý vị có thể thấy là người dân đây người ta mắc võng người ta nằm kìa, đó mắc võng gần bờ sông nằm rất là mát, ở đây có một cái bảng nội quy của bên đò. Tại vì nó ở gần bờ sông ấy, cho nên là cây cối nó phát triển rất là tốt quý vị Mát mẻ vô cùng Cái này là chúng ta đang thuộc phường Bụ Long, thành phố Biên Hòa, đó là tỉnh Đồng Nai. Chúng ta đi phà, đi qua bên kia sông thì nó sẽ là Cù Lao Thạnh Hội hay còn gọi là Cù Lao Rùa nó thuộc thị xã tân uyên tỉnh bình dương quý vị nhé có nghĩa là hai tỉnh khác nhau à đây là cái ranh giới giữa hai tỉnh rồi phà đã đến rồi quý vị đấy đây là cái phà cái xà lan hồi trước thì người ta đi đò quý vị người ta đi bằng những cái đò rất là nhỏ bây giờ thì hiện đại rồi người ta đi phà đi xà lan như thế này để chở được nhiều hơn đấy, có thể đi được xe máy xe tải xe hơi ok hết chờ cho người ta đi lên hết rồi phú sẽ đi xuống ha đó bây giờ phú sẽ đi xuống uh, xà lan đây quý vị à, đi lên cái phà Đây để Phú đi vào Phú uh, trả tiền phà luôn nha quý vị Tiền phà là 4.000 một lượt nha quý vị Đấy. Đây đây là cái bến phà ở bên phía phường Bửu Long này Đấy vũ cho quý vị coi cái bến phà bên uh, phía phường Bửu Long một chút xíu Trước khi chúng ta rời bến ha đây là sông Đồng Nai đây. Sông Đồng Nai nó là cái ranh giới giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. Đây là chiếc phà mang biển số 45N SG1116. Rồi, phà bắt đầu rời bến quý vị. Đó, quý vị thấy không? Thì thường thường cái phà này á, nó rời bến nó sẽ chạy ra giữa sông rồi nó đưa cái đuôi ngược sang bên kia và nó đẩy cái đuôi sang bên kia rồi nó vô bờ luôn quý vị rồi cho quý vị xem một chút xíu quang cảnh của sông nước nha quý vị đó bắt đầu là người ta đẩy cái đuôi của cái phà này sang bên kia sông nước mênh mông lòng sông rất là rộng quý vị đi phà như này như vậy chứ có nhiều người người ta đi không quen người ta cũng bị say sóng đó quý vị. <laughs> Mặc dù là chỉ đi từ bên bờ bên này quên bờ bên kia thôi nhưng mà có nhiều người người ta không chịu được người ta vẫn có thể là bị say sóng. Rồi sắp qua tới nơi rồi quý vị ơi, đó phú nhìn thấy là bên kia đã có một số người người ta đang chờ phà rồi đó. Thấy chúng ta chạy xuống một cái là người ta sẽ lên phà. Nói chung là bên này là người ta đi qua đi lại rất là nhanh, rất là nhiều. Đây, hút đi xuống ha. Rồi, chúng ta đã bước vào địa phận của tỉnh Bình Dương rồi, thị xã Tân Uyên. Đây, ở đây là cái cổng trào của Cù Lao Thạnh Hội, quý vị. Đấy, người ta để là xã Thạnh Hội này. Và để con rùa ở đây. Đó, theo như Phú được biết thì cái cù lao này ở trên bản đồ nó có cái hình giống như con rùa đấy Cho nên người ta gọi là cù lao rùa Đây, cù lao rùa ở đây Hai con rùa hai bên Và cái cù lao này Phú có coi ở trên lịch sử thì Phú thấy là Người ta nói là nó đã có lịch sử từ 3.000 năm trước quý vị Rất là lâu đời luôn rồi Đấy, ở chỗ này là dân cư có vẻ cũng khá giả đấy đây là cái cổng chào này quý vị chỗ này là ấp thạnh hiệp đấy. tổ nhân dân tự quản số 2, ấp thạnh hiệp ngay cái khúc chỗ này là nó có cái ngã tư chỉ ở đi bốn hướng luôn thì uh, phú sẽ đi vào mỗi một, một hướng một khúc ngắn thôi để quay quý vị coi cái khung cảnh ở ngay khu vực à, Cù Lao, Thạnh Hội chỗ này thôi Chứ Phú không có đi sâu vào bên trong Cù Lao ha Bởi vì Cù Lao cũng khá là rộng đấy Ở đây à, giống như có nghĩa trang này quý vị Mồ mả mà trôn quá trời luôn Là đang phơi lúa này Phơi lúa ở ngoài đường này Phú cảm thấy là ở bên đây à, người ta sống Chủ yếu là nghề nông là nhiều đấy. Trồng lúa, trồng rau ở đây giống như là có một cái đình quý vị cũng không có thấy có tiếng việt à, chữ giống như là chữ nho chữ hán với tàu đấy không biết không đọc được đây con chó này con chó sợ chó quá con chó nó tưởng là chúng ta đến phá nó nó chạy ra ngay khúc chỗ này giống như là cái nghĩa trang ngay cái đình này màu mà quá trời luôn quý vị cù lao thận hội này cũng khá là rộng như vậy cũng không có thua kém gì uh, cù lao hiệp hòa ở biên hòa đâu rất là rộng luôn đấy cho nên là phú sẽ đi một khúc ngắn ở ngoài này quay cho vị xem thôi rồi uh, để một dịp khác phú sẽ uh, sắp xếp và đi khám phá sâu bên trong quay cho vị xem ha đấy, chứ còn ngoài này rộng lắm đấy quý vị thấy không mồ mả trôn quá trời luôn này giống như một cái nghĩa trang ở đây nghĩa trang nhỏ Đấy, đi vào cái hướng này một đoạn ngắn tới cổng chào thôi rồi quay lại bốn hướng bốn cái cổng chào <laughs> vẫn là ấp thận hiệp quý vị và ở đây cũng thấy là ủy ban nhân dân xã thận hội xong lại ủy ban nhân dân thị xã tân uyên <laughs> một cái là xã thận hội một cái là thị xã tân uyên đó Rồi Phú quay ngược ra đi Quay ngược ra để đi cái hướng khác nha quý vị nha Đi sâu vào trong này rộng lắm Đây bên này mồ mả nữa này Thấy quý vị thấy không Chỗ này người ta chôn mồ mả ở đây Giống như kiểu là Mộ nhà đó chôn ở gần nhà luôn Đó, đây là một cái hướng khác nữa này Đây là đường Thận Hội số 5 ấp Thận Hiệp Ở đây có một ngôi nhà có vẻ rất là khá dạ luôn là cái đường để đi xuống Bến Phà đó quý vị có gì Phú sẽ quay trở lại Cù lao rùa này Và đi khám phá hết bên trong Cù lao Cho vị xem Tại Cù lao khá là rộng Bây giờ mà đi thì Nó rất là mất thời gian quý vị Thực ra thì hôm nay Phú quay bên này Quay cái video này cũng là yêu cầu Của một số cô chú anh chị Đã từng sinh sống ở Cù lao Thạnh Hội à, Muốn Phú là ghi hình lại một đoạn ngắn ở đây thôi Bởi vì Phú nói là cù Lao rất là rộng Phú không đi hết được Thì quý vị nói là chỉ cần là Quay một đoạn ngắn ở khu vực Bến Phà Cũng như là bên cù Lao Thận Hội Cho quý vị xem quý vị đỡ nhớ thôi Đấy Cho nên là Phú không có đi khám phá sâu bên trong quý vị nha Hẹn quý vị là Một cái dịp khác Phú sẽ đi sâu bên trong quý vị xem thì phà đã đến rồi, Phú chờ xe xuống hết thì Phú lại lên phà đi qua bên kia ha. Coi như là đi qua đi lại hai lần, hết 8.000 vậy nhá. 4.000 đi, 4.000 về, hết 8.000. Đó, chúng ta lên phà rồi lại đi về thôi. Đây, vẫn còn một số người nó đang lên này. Đó. Rồi và bắt đầu rời bến cho quý vị có máy bay này Đó máy bay phản lực Những chiếc máy bay chiến đấu Bên quân đội người ta đang uh, tập dượt. Thực ra thì uh, đúng lý là Phú sẽ lấy cái âm thanh mà quay thực tế bên ngoài để cho quý vị nghe luôn Nhưng mà những chiếc máy bay phản lực này người ta bay khá là thấp quý vị Cho nên nó làm cho hư cái âm thanh luôn Cái âm thanh thu vào nó bị rè hết tiếng luôn Phú về thì uh, mở ra kiểm tra thì không còn nghe được cái tiếng gì hết nó rè cho nên là bắt buộc phú phải ngồi thu âm lại để bình luận cho quý vị nghe để quý vị hiểu là chúng ta đang ở đâu Đó, hôm nay ở biên hòa thì uh, không biết là có chuẩn bị cái uh, gì nhưng mà người ta đang tập trận người ta đang tập lái máy bay tập dợt rất là nhiều bay suốt từ sáng sớm quý vị và người ta bay cái tầm rất là thấp Theo như Phú dự tính là Người ta chỉ bay ở cái mức cao là khoảng cỡ 200m đổ lại thưa quý vị Bởi vì là cái máy bay nó rất là thấp luôn Quý vị có thể nhìn thấy được những cái chữ ở trên cái máy bay luôn đó. Nó kêu rất là lớn Muốn điếc hết cái tai luôn đó quý vị Cho nên là cái micro Phú để bên ngoài để thu âm á nó thu hết vào Cái độ nhạy nó lớn quá Nó thu hết vào Nó làm rè hết cái pha âm thanh luôn à, Cho nên là bắt buộc phải ngồi Thu âm lại Để cho quý vị xem Quý vị hiểu rõ Rồi sắp về tới à, Bờ bên à, Bù Long rồi quý vị Đây bây giờ chúng ta lên bờ nha quý vị nha Đấy, Bên này là cũng có người đang chờ phà rồi đó Nói chung là lúc nào cũng có người chờ phà Phà đi qua đi lại liên tục Lúc nào cũng có khách quý vị Rồi Phú sẽ đi một vòng bên cái chợ nhỏ ở đây cho quý vị xem ha Đấy. Chợ ở đây là phục vụ cho một số bà con ở bên Bù Long cũng như là bà con ở bên Cù Lao Thận Hội. Người ta qua này người ta đi chợ. Mua bán ở bên này. Đây một cái khu chợ tự phát thôi, chứ cũng không có tên chợ đâu quý vị. Nhưng mà bán rất là đông, nhộn nhịp. Rồi đi thẳng cái đường này chúng ta sẽ ra cái đường Huỳnh Văn Nghệ phường bửu long quý vị nhé thì à, hôm nay à, thể theo yêu cầu một số cô chú anh chị à, phú vào đây để làm cái video này chia sẻ với quý vị hy vọng rằng quý vị sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi xem được cái video này nhé thì cái video này phú xin được tạm dừng tại đây rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé